Hi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của Chuyện Đời Thường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục câu chuyện xoay quanh sư thầy Thích Minh Tuệ. Đó, thì cô chú anh chị đã thấy cái tầm ảnh hưởng của sư thầy Thích Minh Tuệ về như thế nào. Và thật sự mình nhìn những cái hình ảnh rất, mình cũng rất là bức xúc cho cô chú anh chị về những cái gọi là Phật tử và bu bám thầy, và trong đó cũng có một cái số thành phần xấu để gia nhập trà trộn vào. Đó là có ý đồ xấu đối với thầy, và lợi dụng một số người để lợi dụng hình ảnh của thầy để làm những cái chuyện sai trái và để trục lợi cho bản thân của mình, thì mình rất là bức xúc mọi người. Thì ngày hôm nay xoay quanh cái vấn đề này thì có một cái thằng thanh niên đó, miệng còn hôi sữa thì lên chỉ trích sư Minh Tuệ và nói ra những cái lời lẽ thật là khó nghe mọi người. Thì sau đây em sẽ cho cô chú anh chị nghe cái thằng thanh niên này nói gì, và mình tiến hành đi vào, em sẽ trả lời và giải đáp thắc mắc cái thằng này cho cô chú anh chị được biết luôn. Đó, thì sau đây em xin mời cô chú anh chị lắng nghe cái bài này cô chú anh chị. Mình rất là bức xúc thôi mọi người. Đây. Ông Thích Minh Tuệ không nhận cúng dường á, thì mấy đứa con của dời nó tung hô. Nhưng có một cái sự thật chúng không dám đối diện là ông ấy không có bản lĩnh. Đáng lẽ ông ấy phải mang cái tầm ảnh hưởng của mình đi giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn, cái đó mới gọi là mang lại hạnh phúc cho người khác. Chứ ông cầm cái đó ông đi cho mang lại cho hạnh phúc cho người khác là mang lại cái gì? Tôi chưa hiểu luôn, đúng chưa? Ông ấy như vậy thì ông ấy làm không lợi nhuận, nhận bao nhiêu thì thu chi ra bấy nhiêu, giấy tờ hẳn hoi để chứng minh là mình không có lợi nhuận, cái đó mới là điều đáng trân trọng. Dạ, Tâm Chánh Pháp xin gửi lời chào. Mọi người nghe cái thằng này nói cho cô chú anh chị đó. Thì nói chung là trên cái kênh này là có cái kênh của anh Tâm Chánh Pháp, thì mình có chia sẻ được clip ảnh, thì ảnh không có cho chia sẻ cô chú anh chị. Nói chung thì anh em làm thì mình thấy hay, mình thấy có ý nghĩa, thì mình muốn chia sẻ lan tỏa cái clip. Nhưng mà anh Tâm ảnh nhắn tin, ảnh không cho mình chia lấy clip của ảnh. Thì ok, thì cũng không sao mọi người. Thì nói chung thì chủ nhân người ta không cho chia sẻ thì thôi, thì mình tự làm, đúng không cô chú anh chị? Và nói chung thì cái tình hình này cô chú anh chị cũng rất là rõ rồi. Thì đây là một cái thằng thanh niên, nó nói ngài sư Minh Tuệ là ôm cái đó, tức nghĩa là cái nồi cơm điện đó mọi người, là cái bình bát của thầy đó, để thầy đi khất thực, thì không đem lại lợi ích gì cho xã hội và không đem lại lợi ích gì hết. Và thật sự bây giờ anh hỏi mày nè, thằng em, thằng cu đó, mày nói là thầy đem không đem lại lợi ích gì cho xã hội, vậy mày có thấy những gì thầy làm, những gì thầy làm và người dân, người tại sao người ta đi theo thầy rất là nhiều như vậy đó, và tại sao thầy đi tới đâu là hàng người, hàng trăm hàng ngàn người vây kính thầy để đảnh lễ cùng thầy đó. Và mày, thằng của em, mày thấy trên mạng xã hội xuất hiện rất rất là nhiều cái thành phần mà gọi là xấu xa, nó lên tiếng là cũng như những cái thằng trọc sư đó, nó những cái thằng trọc sư nó lên nó phỉ báng thầy cũng như thằng của em mày đó. Mày phải hiểu được cái điều thầy đem lại rất là nhiều lợi ích nó cho người dân cũng như là cho quý Phật tử, mày hiểu được điều đó hay không? Còn mày nói tại sao thầy không đem là đem cái hình ảnh, cái sự nổi tiếng của mình, cái sự mà gọi là cái hiện là cái sự lan tỏa của thầy đó để đem giúp ích cho đời, giúp ích cho xã hội, thì mày phải nên nhớ một cái điều như thế này đó. Mày ý là mày phải kêu gọi thầy lên tiếng kêu gọi để giúp dân này nọ. Xin lỗi, thầy đã học theo gọi là 13 hạnh đầu đà, thầy đang tu tập theo 13 hạnh đầu đà, là thầy buông bỏ tất cả, thầy bỏ, gọi là bỏ tất cả, không màng tới thế sự, thầy chỉ đang là tu tập đó. Vì như vậy thầy không kêu gọi cúng dường và thầy không gọi là nhận bất cứ đồng bạc nào, nên cái sự yêu mến của Phật tử, của người dân đối với thầy, và sự mà gọi là tình cảm người dân người ta dành cho thầy nó rất 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 là nhiều như vậy. Còn những cái thằng mà mày muốn, thằng cô em mày muốn á, là kêu gọi làm rõ ràng minh bạch đó, xin lỗi mày, không có thằng nào rõ ràng minh bạch đâu. Thầy làm đúng với bản chất mà 13 hạnh đầu đà của thầy đang học, thầy buông bỏ tất cả, thầy không cần kêu gọi. Còn những cái thằng mà gọi là mặc đồ đẹp đó,
chửi thầy là ba trợn đó, ngồi mát ăn bắt vàng đó, kêu gọi tiền hàng trăm, hàng ngàn tỷ, hàng trăm tỷ đó, rồi lên nói những câu chuyện là gọi là chia sẻ không phải là Phật pháp, giảng những cái bài pháp gọi là rất là khó nghe. Đặc biệt như ông thầy Thích Chân Quang vừa qua thì em có nghe không, chia sẻ những bài thật là gọi là rất là phản cảm. Riêng thầy Minh Tuệ là thầy không chia sẻ những cái bài giảng như vậy, thầy chỉ đang tu tập tu học đó. Và tại sao mà em phải buộc thầy phải đem cái sự mà lan tỏ thầy để kêu gọi để giúp cho bà con? Xin lỗi, thầy không làm vì thầy nhận biết được điều đó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn. Tại vì sao? Tại vì thầy đã nhận biết được và thầy đã chứng kiến được và thầy đã thấy được, thầy đã trải nghiệm, thầy thấy được, thầy cũng đã từng ở trong chùa. Và những cái thằng mà gọi là đầu trọc mà có mang tính thượng tọa này nọ đó, mình không xúc phạm anh cô chú anh chị. Nhưng vừa gần đây thì cô chú anh chị thấy xuất hiện rất là nhiều cái bài giảng gọi là không liên quan gì tới Phật giáo hết. Những bài giảng xàm xí đú được lan truyền trên mạng xã hội rất là nhiều. Đó, thì kêu gọi là kêu gọi cúng dường phải tiền mệnh giá cao, tiền mệnh giá lớn, còn cúng tiền mệnh giá nhỏ là phỉ báng Phật giáo. Và cúng tiền á, ai mà cúng tiền cúng dường cúng lớn á thì đừng bao giờ nói với người khác, thì phước đức sẽ nhân gấp 3, gấp 4, gấp đôi. Đó, những người không ngoan là phải như vậy. Đó là chính miệng của ông thầy Thích Chân Quang giảng. Em có nghe cho em. Đó, tại sao cúng dường cho chùa thì không được nói với người này người kia, và cúng á, thì tiền là phải cúng mệnh giá cao, còn mệnh giá thấp là phỉ báng. Như vậy thì ông thầy Minh Tuệ ông đã nhận ra được cái điều này nên ông không kêu. Ông đang tu tập, ông cũng không tự cho ông là sư hay là thầy hay là thượng tọa gì hết. Ông chỉ nói ông là một người công dân Việt Nam và đang đi tu tập. Đó, đang học theo 13 hạnh đầu đà. Đó, thì thầy không kêu gọi bất cứ dưới mọi hình thức, và thầy không truyền bá hay truyền giảng bất cứ gì hết. Như vậy người dân và Phật tử người ta mới yêu mến thầy, người ta mới quay quanh thầy như vậy. Còn những cái bài giảng của ông Thích Chân Quang, ông Thích Nhận Đức thì em nghe như thế nào mà em lên em nói ông thầy Minh Tuệ không giúp được gì cho xã hội? Ông giúp rất rất là nhiều. Ông đánh thức được những cái người đang mê ngủ, đang u mê trong những cái bài giảng của ông thầy Quang và ông thầy Thích Nhận Đức, đúng chưa? Và sau khi xuất hiện hình ảnh của thầy Sư Minh Tuệ rầm rộ trên mạng xã hội như vậy thì rất rất là nhiều Phật tử, rất rất là nhiều người dân, người ta tỉnh ngộ và người ta giác ngộ được cái sự việc nó như thế nào, đúng chưa? Vậy là ông có đem lại lợi ích cho xã hội chưa hả? Ông đem rất rất là nhiều. Chỉ có những con người không hiểu biết như em và những con người miệng còn hôi sữa như em mới lên ngồi nói những cái chuyện tào lao về ông thầy Sư thầy Thích Minh Tuệ như vậy. Mình chỉ cần nhìn vô và mình so sánh. Tại sao thầy không vô chùa? Tại sao thầy không có chùa? Và tại sao thầy không nhận bất cứ đồng tiền lớn, đồng tiền nhỏ nào, mà thầy chỉ nhận đồ ăn và thức uống? Vì thầy đã nhìn nhận được sự việc và hiểu được sự việc, đúng chưa? Và thầy không cần nói tiếng nào hết, thầy chỉ đi, đi và đi. Đó. Và tại sao rất là nhiều người yêu mến và quý thầy và đảnh lễ trước mặt thầy như vậy? Thì mình cũng phải tự hiểu rồi. Đó. Tại sao? Tại vì thầy cũng như là một cái ngọn nến thắp sáng lên giữa cái bầu trời đen tối cho Phật tử đang u mê, đang bị dẫn dắt bởi hai mà gọi là vị sư lớn có tiếng trong xã hội. Đúng cho mọi người. Đúng cho em trai. Ngày hôm nay anh chỉ phân tích đơn giản cho em nghe vậy thôi. Anh thì anh không có học thức nhiều. Nhưng mà theo mà cái suy nghĩ, cái hiểu biết của anh thì anh cho rằng ông Sư Minh Tuệ là một người mà gọi là giúp ích rất nhiều cho cái xã hội này. Qua cái hành động của thầy là không nói. Đó. Hành động chứ không nói. Đi và đi. Đó. Nhận tiền không nhận. Không nhận bất cứ vật chất gì hết ngoài đồ ăn và thức uống. Và nhận vừa đủ ăn, không để dư, không để thừa. Đúng chưa? Như vậy, thầy đâu cần làm gì. Thầy không cần giảng pháp, giảng đạo gì hết á. Nhưng mà tại sao rất là nhiều người người ta yêu mến thầy? Thì mình nhìn đó thì mình cũng phải tự hiểu được. Và tại sao có nhiều cái ông thầy ngồi giảng hàng trăm hàng ngàn Phật tử với những câu chuyện xàm xí như vậy thì lại ghen, lại ghét thầy và lên chửi thầy là một thằng ba trợn,
đúng chưa? Mình phải hiểu được điều đó em trai ạ. Thì thôi, anh cũng xin dừng cái clip tại đây và anh chỉ giảng đạo cho em nghe sơ như vậy thôi, thằng em trai ạ. Thôi mọi người, thì em cũng muốn chia sẻ với cô chú anh chị đôi lời như vậy và hẹn cô chú anh chị vào video sau các em. Bye bye tất cả mọi người nha.